Vâng, em Thảo đồ nông nghiệp gửi lời chào tới các bác. Đây là cái mẫu dìu đúc mà mọi hôm em hay giới thiệu tới các bác đây. Hôm nay thì đơn vị em lại mới làm xong nhá. Dìu đúc thì hôm nay em sẽ làm một cái mẫu gì màu đúc đặc. Đây là cái mẫu dìu to này, biểu tượng của con cá sấu. Ở dòng dìu này thì đơn vị em sẽ làm bằng thép đúc đặc 100% nha các bác nhé. Mẫu to. Và đơn vị em sẽ có cả mẫu nhỏ này. Bác nào mà cần cái kích thước nào thì em sẽ gửi kích thước đấy. Đây là cái lưỡi nhỏ nhá. Tất cả cái dòng dìu và những cái dụng cụ đồ thép này thì đơn vị em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Để bác nào mà đang quan tâm tới video, đang quan tâm tới rất nhiều những cái dụng cụ về đồ nông nghiệp, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên phần video nhé. Một cái dìu đúc nặc này thì cái phần bề lưỡi của nó thì nó sẽ vào tầm độ 12 cm, chiều dài của nó thì nó rơi vào là 19 cm. Đấy, và đã được làm như này để các bác nhà mình về có thể trên cán. Còn nếu như các bác mà có nhu cầu là hàn cán ống tuyết luôn thì em sẽ hàn cho các bác luôn nhé, cái cỡ to. Thì với cái lưỡi này thì cái giá của đơn vị em đang gửi cho các bác, giá sẽ là 300.000 trên một lưỡi, loại dìu đặc, hàng đúc đặc này, và sẽ miễn phí ship trên toàn quốc nha các bác nhé. Đấy, dìu cá sấu là cái mẫu dìu to nhất. Còn nếu như các bác mà có nhu cầu về, đây là cái lưỡi, cái này là cái để hàn vào cuốc chim của các bác này, cuốc gà. Và với cái dụng cụ đồ thép nhíp thì như các bác nhìn trên đơn vị em là một đại lý lớn nhất chuyên về những cái dụng cụ nông nghiệp. Và với cái áo này sẽ cho các bác nhà mình xem cái mối chim này. Đấy, bác nào mà đặt cái mối chim này hôm giờ hãy liên hệ với em nhé, đây để em làm hàng đặt đây, bởi vì rất nhiều bác dặn cái mẫu mối chim này. Cái này là một đầu nhọn nhé, cái này để chắc em không bỏ. Đây là một đầu nhọn này, đầu bổ, và đây là một phần lưỡi cuốc chim nhé. Cái cuốc chim này thì đơn vị em cũng sẽ nhận gửi. Và với các bác mà đã tới với đại lý em thì tất cả những cái sản phẩm hôm nay thì em sẽ miễn phí ship 100% khi các bác đặt hàng. Đây gọi là cái mối chim nhá. Mối chim sẽ có rất nhiều loại, em đã quay qua bên này để cho các bác nhà mình xem cái mối chim. Đây là góc bên này. Búa chim này sẽ là búa chim đúc nhá. Em đã quay về cái búa chim đúc này. Đây là búa chim đúc thép nhíp 100%. Trọng lượng của nó rất dày và nặng. Đây là cái bề dày của nó này. Cái này các bác về các bác chêm cán bằng cái bạch đàn xoắn ấy thì rất chi là hợp. Cái này thì giá của nó cũng trung bình thôi nhá. Đơn vị em sẽ miễn phí ship tới tay các bác là 300 trên một cái búa chim này. Đấy, cuốc tây gà này. Cuốc tây gà đây là hàng bản loại 1 nha các bác nhá. Cái lưỡi này của nó là rơi vào 15 cm. Cuốc tây gà. Cái này thì giá của nó sẽ là 200, em miễn phí ship cho các bác nhá. Và với tất cả những cái dụng cụ đồ nhíp thì đơn vị em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đây là cuốc tây thường này. Cuốc tây thường với cuốc tây gà để em chia sẻ với các bác phân biệt nhá. Cái cuốc tây này tây nhíp. Cái này thì giá của nó chỉ có 100 một chiếc thôi. Nó sẽ có 3-4-5 kích thước để các bác nhà mình lựa chọn. Đấy, khi các bác mà đã xem được cái video này thì chắc chắn các bác đã chọn được một đại lý lớn nhất và chuyên phân phối trên 63 tỉnh thành của đất nước. Để bác nào có nhu cầu mua buôn hay là mở cửa hàng hoặc tới nhà em thì cứ liên hệ qua đầu số điện thoại em để trên phần video nhé. Em sẽ tư vấn và sẽ gửi tận nhà các bác. Cũng rất cảm ơn các bác nào đã quan tâm tới đơn vị em nhiều trong cái thời gian vừa qua. Đấy, bên xưởng em vẫn đang tiếp tục làm cho các bác đây. Đây là cái cuốc tây gà này, hàng loại 1 nhé. 200.000 một cái em sẽ miễn phí ship. Cũng rất cảm ơn các bác và đã ủng hộ shop nhé. Hẹn gặp lại các bác một cái video sau thì em hãy chia sẻ nhiều đồ hơn để các bác nhà mình được theo dõi và để xem những cái sản phẩm của bên em.